Mù lá khô vàng rộn dưới chân, cùng ánh mắt của Thấm đưa anh về với những kỷ niệm rung rẩy, vừa thanh khiết vừa vô vập của cô gái hướng dẫn du lịch hiểu rần như hiểu chính mình. Quý vị và các bạn đang đến với câu chuyện ngắn với nhan đề Dưới chân là mùi lá. Vào mùa mưa vừa ngớt hạt, bắt đầu chạm đến mùa khô, rừng Trường Sơn lá vàng rụng như thảm giác hoa. Bác sĩ Đăng đi tour du lịch cuối, vừa rời đường chính rồi đi khám cho mấy xã vùng xa tỉnh Quảng Trị. Chuyến đi suôn sẻ nhưng lòng anh trĩu nặng bởi màu hoa cúc vạn thọ ở những miệt vườn gần thánh địa La Vang. Anh bắt gặp một ánh mắt vừa cúi xuống vết lá, ánh mắt thật giống người quen cũ của anh. Đôi mắt gần như là một bản sao hoàn hảo, ánh nhìn khiến anh chùng chân. Anh gọi cô bé lại và ngồi ở phía sau nhà Nguyện trò chuyện. Con cho chú hỏi, đường về chợ Do đi lối nào gần? Con bé chỉ tay và nói rất nhỏ. Chú đi về phía ni, rẽ sang trại, kẹo sang phải là tới. Chú tìm chí ở chợ Do hì. Chú đi tìm một người bạn cũ, lâu quá rồi. Chú đi lạc đường và trở lại La Vang. Cậu chú xem người có cho chú gặp lại chăng? Bác sĩ Đăng lại nhìn ánh mắt cô bé mà trong lòng bồi hồi. Cô bé tên là Thẩm. Bác sĩ Đăng giật mình. Thẩm chứ không phải Thẩm đâu chú. Mẹ con đặt tên cho, nghe nói đó là kỷ niệm khó phai của bà với một chú bộ đội người Bắc vô đây khám nghĩa vụ sau năm 85. Mẹ con làm gì? Làm hướng dẫn viên du lịch. Mẹ con từng đưa nhiều người đi thăm hết các vùng du lịch sinh thái rú lịnh, đi coi rừng và coi khỉ trong sạch đỏ nguy hiểm nước ta. Nghe nói cha của con cũng mê rừng, mẹ con thì thuộc rừng, nên hai người còn có cả chuỗi kỷ niệm. Số là con đọc nhật ký chuyến đi của mẹ, mẹ con hay ghi vào cuốn sổ học trò. 100 trang chưa ghi hết chuyện đẹp như là giấc mơ hoa. Hồi đó mẹ con còn đi hái cả hạt tiêu tươi gửi cho chú ấy ăn dừng cả mùa đông Hà Nội. Mẹ con còn có một bí mật nữa. Bác sĩ Đăng hỏi lại, bí mật gì mà con lại biết thế? Hồi trước mùa biển lặng, mẹ nói là mẹ con đã xin một chú bộ đội, một bác sĩ quân y gì đó. Mẹ nói là chỉ xin chú một đứa con, chứ mẹ không yêu cầu chi hết. Mẹ con không hỏi địa chỉ ông sống ở đâu, nơi nào ở Hà Nội, mà tự nguyện hiến dâng làm đàn bà, làm mẹ thôi. Bây giờ người ta còn gọi là phụ nữ núi con đơn thân đó chú ạ. Con sống với ba ngoại và xin một chân quẹt lạ ở thanh địa La Van. Con cùng dòng mẹ và không muốn dòng mẹ. Con muốn ở vậy với ba ngoại và quẹt lạ nơi cửa chúa. Con đã khóc nhiều và con cầu nguyện chú hết cả tuổi thanh xuân rồi mà chưa được hạnh phúc. 30 tuổi ở xưa nay là quả già. Bà cụ 30 tuổi mà non trẻ quá ha. Đăng chạnh lòng cười ngượng. Nhà của con có gần cây hương ở bến cá không? Gần đỏ chủ, cạnh vai khóm hoa vàng thọ là tơi. Đang mặc chiếc áo sơ mi chất vải cốt tông 100% mà mồ hôi túa ra ướt đẫm. Anh đưa tiền nhờ cô gái đi mua nước khoáng dâng lên đức mẹ đồng trinh. Anh cầu nguyện lầm rầm, chẳng lẽ đó là giọt máu của mình bỏ rơi ở rừng rú lình năm nào trong chuyến đi du lịch dã ngoại ở gần cửa Việt. Đăng không quên cô gái vùng quê ven biển có dáng đi nhanh như sóc trong rừng, người đã thuộc bao tên cây thuốc và nướng cá rất ngon ở cái vùng biển cách chợ Do không bao xa. Hai người còn ăn cả chảo cá am và uống rượu sau đất. Cái giọng như ru của nàng cầu xin phan nỉ anh cho nàng làm đàn bà và cho nàng xin anh một đứa con. Chiến tranh đã lùi xa rồi, con trai làng biển vạn cả. Sau cuộc chiến 72 ngày, tờ lịch băng đông trên thành cổ, người ta đặt tên lên rờ rậm còn nhặn cả mặt đông. Còn em chưa có bàn tay đàn ông đặt lên người em mô. Khi anh ôm lưng em trống sừng, em thấy cây lá thấm lại, người em như bị thấm nước. Anh cho em ôm anh được không? Cô gái chẳng biết gì, hôn còn rung bần bật, khiến anh rất hiểu tâm lý, hiểu trạng thái của sự trắng trong.
Hiểu run rẩy của cô gái miệt biển, mồ hôi đàn ông ở cái xứ nửa rừng nửa biển này. Anh gần như thức trắng trong cái đêm đi rừng về, rồi cô gái cần rủ anh đi câu mực, câu cua. Hai đứa ăn cua nướng, rồi lăn ra ngủ ở thuyền thúng, rồi làm tình ở miệt cát đầy nhạc giao hưởng của sóng. Cô gái cứ ôm riết anh, hôn anh như chưa bao giờ được hôn, rồi cảm ơn anh những lời chan vào sóng và nước mắt. Anh thấy ngực áo mình thấm đậm nước mắt và lời thì thầm: em biết ơn anh, biết ơn anh nhiều. Có lời giống như dao nứa cứ vào tim anh. Anh đã có vợ, có con trai, nhưng cảm giác thăng hoa ở rừng rú lình, cảm giác mềm mại của da thịt đàn bà làm anh run rẩy. Nghề y làm cho anh trơ dần cảm xúc. Nhiều khi gặp những trường hợp cau có, bệnh nhân còn quách tháo cả bác sĩ khi anh không mặc áo blue. Anh chỉ khám cho xong bổn phận trách nhiệm của ca trực, những nụ cười như mếu và mùi nữa. Mùi của những chiếc áo lâu ngày không thay, mùi của da thịt hôi hôi và chua làm anh muốn nôn ọe. Cảm xúc ấy cứ chết dần đi từng ngày vì mùi, mùi người. Thế mà đi rừng nghe chim hót, mắt chạm vào thắm hoa dại, mắt chạm vào cô gái mắt hơi hiến đen, thầm thầm nhìn như dán vào ngực anh. Cái mùi vị thanh khiết của cô gái với dáng đi nhanh như sóc, lúc chèo thuyền thúng trên biển thì bản lĩnh vững vàng. Cô bác anh mặc áo phao, còn cô thì không. Vì em bơi được, bơi đủ để thở trên bờ. Lại cười và ánh mắt mơ màng, không hẹn ngày gặp, không xin anh địa chỉ làm phiền gia đình anh. Cô chỉ nói: em đã cầu nguyện và chùa đã ban tặng cho em gặp anh, thế là phần thưởng vô giá với em rồi. Anh ra bạc khi qua đây tìm em ở chợ Gió. Em mang hàng lưu niệm cho khách du lịch anh nhỉ. Anh cầm theo con ốc giò và chuỗi hạt tiêu tươi xanh. Em sâu cho anh mang ra ngoài đỏ, mùa đông ăn hạt tiêu cho ấm dạ. Những đối thoại, những đợt sóng xô vào ký ức, cả một cánh rừng rú lình như có ai vừa xách súng sang gọi anh. Rồi cô gái mắt hiền hiến mơ màng hỏi: chú có định ra chợ Gió không? Các quan bán hàng sản phẩm du lịch dẹp rồi chú ạ. À, khi mẹ cháu mất vì bệnh lao, cháu mới 3 tuổi. Cháu lớn lên bên ngoài rồi vào đây quẹt lá cầu nguyện cho linh hồn mẹ cháu siêu thoát. Không rõ ở kiếp sau có linh hồn không, có sự huyền diệu của cặp gỡ này là do chú sắp đặt hay số phận rung rủi. Đăng từng tham chiến ở Angkor, khi đi đến đền Angkor Thom, anh dừng lại bên bàn chân Phật. Anh đã xin: người cho con gặp lại người hướng dẫn du lịch rừng rú lình năm nào. Nhưng dưới bàn chân Phật, anh không sao cúi xuống vì ngày đó anh bị chấn thương cuộc sống. Giờ thì anh đã khỏi bệnh cuộc sống, nhưng anh hoang mang khi ngồi bên Chúa và anh nguyện cầu: con không theo chân Chúa, nhưng xin người cho con gặp lại người đàn bà một đêm của con trên biển. Khi chính con phát hiện mình cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo, con chờ ngày ra đi cũng không bao xa nữa. So với đồng đội thì con may mắn hơn, dư dả thời gian hơn. Con còn có cả một gia đình với vợ đẹp con khôn. Nhưng mà Chúa ơi, con không cảm thấy ấm áp như những ngày đi rừng với người đàn bà ở Gio Linh bến cát này. Con cũng đã hỏi Phật, xin Phật nhiều lần để nhờ may rủi cho con gặp lại ký ức bỏ quên. Hồ dễ, giọt máu của con lại quét lá nơi cửa Chúa vậy sao? Con không xin Chúa điều gì cho mình, chỉ xin cho con gái. Nếu giọt máu con bỏ rơi trên biển cát năm nào, thì mong sao con bé sẽ may mắn hơn mẹ nó. Những giây phút tình cờ huyền diệu này, bác sĩ Đăng chậm chạp đứng dậy. Anh nghĩ phải đến chợ Gio lần nữa, tìm chỗ bán những sản phẩm du lịch lưu niệm. Cô ấy tên Thấm, sao cô bé con này cũng trùng tên với Thấm nhỉ? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do rung rủi của số phận để anh nhìn thấy ký ức không biến mất mà luôn hiện hữu quanh đây. Đến một ngày, anh không thể chia sẻ với ai. Anh đã đi tìm bàn chân Phật, hỏi Phật rằng con có hạnh phúc hay không thưa Ngài. Nhưng cả Phật, cả Chúa và người đàn bà một đêm của anh đều yên lặng không đáp.
Chuyến đi về cuối chặng, bác sĩ Đăng thấy ngày mai đã cuối thu. Thảm lá ở thánh địa La Vang cứ dền lên một nỗi vàng, như hắt lên thương nhớ trôi trong ký ức xa ngái, đầy mùi lá. Còn cô gái thì mãi miết vung đống lá vàng lại, chờ tối đến đốt lên, để cô lại về bên bà ngoại với đầy hương lá khô, chốn nương nấu tinh thần bên ngoại cửa chúa.